thầy Park tái đấu huấn luyện viên Nishino thận trọng quá có thể sai lầm. Áp lực phải giành tấm huy chương vàng SEA Games 30 dường như khiến huấn luyện viên Park Hang-seo trở nên căng thẳng, buộc phải lo lắng cho trận gặp U22 Thái Lan lúc 15 giờ chiều nay, ngày 5 tháng 12. Trước trận đấu với Singapore diễn ra chừng 2 tiếng, đội hình đá chính của U22 Việt Nam được thầy Park công bố với một số thay đổi nhằm giúp các cầu thủ đảm bảo được thể trạng tốt nhất cho chặng đường phía trước, đồng thời vẫn đạt mục tiêu lấy chọn 3 điểm. Tuy nhiên, Phút chót, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định thay đổi đội hình xuất phát khi điền tên Trọng Hoàng thay cho Tấn Tài, người vốn được chọn trước đó. Việc thay đổi đội hình xuất phát và giờ chót là chuyện khá bình thường, nhưng đối với huấn luyện viên Park Hang-seo tương đối hiếm. Chưa kể Tấn Tài không dính chấn thương cũng như năng lực chuyên môn hoàn toàn có thể trông cậy khi đấu U22 Singapore. Tan trận đấu với U22 Singapore chắc chắn chiến lược gia người Hàn Quốc cảm thấy áy náy và đau đầu khi đưa ra quyết định để Quang Hải đá chính dẫn tới chấn thương như đã thấy. Rõ ràng, U22 Singapore không dễ chơi, nhưng cũng chưa tới mức để huấn luyện viên Park Hang-seo phải dùng dao mồ châu để giết gà. Và hơn ai hết, ông đủ biết Quang Hải mệt như thế nào khi cày ải không có thời gian nghỉ suốt hai năm qua, nhưng rốt cuộc lại đưa ra một quyết định đầy thận trọng như đã thấy. Hậu quả, U22 Việt Nam phải trả giá khi Quang Hải rời sân sau nửa hiệp đấu vì chấn thương. Không thể chiến U22 Thái Lan hôm nay, thậm chí việc lỡ luôn phần còn lại SEA Games 30 gần như sẽ xảy ra đối với quả bóng vàng Việt Nam 2018 – một khi U22 Việt Nam vượt qua vòng bảng. Về cơ bản, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn là một chiến lược gia tài ba, bên cạnh đó còn có trợ lý đắc lực, cánh tay phải Lee Jung-jin tài năng chẳng kém để giúp u Việt Nam đi tới cái đích là tấm huy chương vàng SEA Games hay đơn giản là chiến thắng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những quyết định có phần thận trọng của ông Park dường như xuất phát từ việc chỉ tiêu giành tấm huy chương vàng trong bối cảnh mà lịch thi đấu vô cùng dày đặc từ vòng loại World Cup đến đại hội thể thao khu vực. Bởi thế ông buộc phải tung ra những quân bài tốt nhất mà mình có, thay vì mạo hiểm luân phiên như từng nói trước đây. Hùng Dũng, Văn Hậu, Quang Hải, Trọng Hoàng, Hoàng Đức là những quân bài tốt nhất của ông Park tại SEA Games 30. Nhưng đến lúc này hầu hết đều đã thi đầu ít nhất 3 trên 4 trận đã qua của U22 Việt Nam. Cho nên, việc lo ngại câu chuyện chấn thương cho tới bị đối thủ bắt bài là hiển hiện. Càng đáng lo ở chỗ đến lúc này U22 Thái Lan dường như vẫn khá ung dung vì chưa sử dụng hết những quân bài tốt và có cảm giác huấn luyện viên Nishiro vẫn muốn dành những gì tốt nhất cho cuộc đối đầu với U22 Việt Nam thay vì dồn sức ở bốn lượt trận đầu. Chính bởi những điều đã nói, chỉ sợ rằng ông Park mắc sai lầm và U22 Việt Nam phải trả giá, dù trận đấu gặp người Thái chỉ cần kết quả không thua quá hai bàn. Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, một rừng không thể có hai cọp. Quý vị và các bạn thân mến, sau 4 trận toàn thắng, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chưa chắc chắn có một suất chơi bán kết do điểm số lẫn hiệu số bàn thắng bại so với Thái Lan và Indonesia không đủ lớn. Thay cho ông Park hiện có 12 điểm, hiệu số 15 trên 2, đứng đầu bảng B. Tiếp theo là Indonesia có cùng 9 điểm với Thái Lan, nhưng xếp trên do hơn chỉ số phụ 13 trên 2 so với 12 trên 2. Lượt đấu cuối bảng B cùng 15 giờ ngày 5 tháng 12, đội tuyển U22 Việt Nam chỉ cần một điểm trước Thái Lan là chắc chắn nhất bảng. Trong tình thế này, Thái Lan chịu bất lợi nhất vì buộc phải thắng Việt Nam với cách biệt hai bàn mới đi tiếp. Hay nói cách khác là Việt Nam có thua Thái Lan cách biệt một bàn thì vẫn biến Thái Lan thành cựu vô địch. Huấn luyện viên Akira Nishino của U2 Thái Lan đã ngồi trên sân Rizan Memorial rất chăm chú theo dõi cách chơi của U22 Việt Nam mà cả trong hai trận ngược dòng thắng Indonesia 2-1 và qua mặt Singapore 1-0. Điều ấn tượng nhất mà ông thầy người Nhật Bản ghi nhận là hàng thủ Việt Nam rất chắc chắn, họ chơi bóng kỷ luật và bọc lót cho nhau rất tốt dù vẫn có những sai số. Trong khi đó sự kiên nhẫn và hiệu quả của hàng công U22 Việt Nam cũng là một điểm nổi bật. Các chân sút của ông Park có thể tạo ra rất ít cơ hội nhưng luôn biết cách ăn bàn vào thời điểm cần thiết nhất. Vấn đề của ông Park và đồng nghiệp Nishino vẫn là giải pháp hồi phục sức khỏe cho các học trò khi họ đều chơi với mật độ dày 2 ngày một trận khiến phong độ giảm sút. Ngay cả cầu thủ trẻ mới 20 tuổi và sung sức như Văn Hậu vẫn có cảm giác mình lẫn đồng đội bị sức ì níu kéo khi cầu thủ nào cũng khó mà chơi tròn vị trí như mong muốn. Rơi vào tình huống khó hơn, huấn luyện viên Nishino vạch ra con đường duy nhất của U22 Thái Lan là phải tìm mọi cách ghi bàn sớm vào lưới Việt Nam mới hy vọng lật ngược ván cờ thế. Nhưng sẽ rất khó khăn cho học trò ông Nishino khi đối thủ vốn nổi tiếng với thế trận phòng ngự chặt phản công nhanh và bất bại suốt hai năm qua ở mọi cấp độ trong khu vực Đông Nam Á. Thái Lan dễ dừng cuộc chơi nhất trong số các đội bóng mạnh ở bảng B, đặc biệt là rất khó chịu khi bị loại bởi thay trò Park Hang-seo. Cuộc đấu giữa hai kỳ phùng địch thủ Việt Nam và Thái Lan không đơn giản gói gọn chỉ trong 90 phút ở đấu trường SEA Games 30 mà còn tác động đến cả niềm kiêu hãnh giữa hai nền bóng đá. Huấn luyện viên Nishino hai lần gặp gỡ tại vòng loại thứ ba Huấn luyện viên Nishino hai lần gặp gỡ tại vòng loại thứ hai World Cup 2020 đều chưa thắng nổi ông Park Hang-seo và có lẽ vào chiều ngày 5 tháng 12 cũng thế. Đội trưởng của U22 Việt Nam bị tổn thương cơ đùi chân trái ở trận thắng Singapore 1-0 chắc chắn vắng mặt ở cuộc đối đầu với Thái Lan lượt cuối vòng bảng. Quang Hải đã chơi hơn hai trận tại SEA Games 30 và mới ghi một bàn trong trận thắng Lào 6-1. Dù không quá nổi bật, nhưng khi có Quang Hải, ông Park vẫn dễ thay đổi các vị trí khác hơn. Chẳng hạn, có khi ông cho Quang Hải đá giạt ra hai cánh và khi cần thiết sẽ kéo vào giữa đá tiền vệ tấn công. Tuy nhiên, ông Park còn có những quân bài dự trữ khác như tiền vệ Việt Hưng sẽ chơi chung với Hùng Dũng ở giữa, đưa Hoàng Đức và Trọng Hoàng đá hai cánh. Ông Park cũng có thể sử dụng thanh sơn đá cặp với Việt Hưng nếu thấy cần thiết cho Hùng Dũng chạy biên. Trong cuộc đụng độ Thái Lan, có thể ông Park sẽ chỉ dùng mỗi trung phong tiến linh và chú trọng phòng ngự chắc chắn hơn. Chân tiền Hà Đức Trinh vẫn để cho những trường hợp cần thiết nhiều khả năng văn hậu tiếp tục vào giữa chơi trung vệ với thành trung và đức chiến bên phải của tấn tài bên trái của thanh thịnh và với sự vững chãi của mình thủ môn văn toàn có nhiều cơ hội ra sân hơn tiến dũng